Trong đợt mưa lũ vừa qua, một số nhà máy cung cấp nước sạch tại tỉnh Hưng Yên phải dừng hoạt động do các trạm bơm lấy nước thô bị ngập. Thậm chí có nơi cả nhà máy xử lý nước bị ngập hoặc trạm biến áp không đảm bảo an toàn, gây ra tình trạng mất nước ở nhiều địa phương. Ngay sau mưa lũ, các đơn vị đã khẩn trương khắc phục để đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt cho người dân và doanh nghiệp. Khi nước sông Hồng, sông Luộc lên báo động 2 và 3, tại tỉnh Hưng Yên có 7 nhà máy nước ngừng hoạt động là nhà máy nước Dạ Trạch, Thuần Hưng, Ngọc Tuấn, Phú Cường, Cương Chính, Hưng Đạo, Hải Triều. Trong đó có 5 nhà máy có trạm bơm bị ngập, 1 nhà máy có trạm biến áp không đảm bảo an toàn và 1 nhà máy bị ngập trong lũ. Riêng cấp nước ở khu vực nội thị thành phố Hưng Yên tuy không bị ngừng hoạt động nhưng áp lực nước yếu, cùng với đó một số nhà máy bị mất điện nên ảnh hưởng đến việc vận hành. Ngay khi mực nước xuống thấp, có điện trở lại, các doanh nghiệp đã tập trung xử lý, khắc phục những điểm thủng vỡ tại các tuyến ống truyền tải, phân phối nước trở lại. Vì vậy, một số nhà máy thời gian mất nước chỉ hơn một ngày. Đợt vừa rồi là do nước lũ bão lụt, có mất độ hơn một ngày, chưa có bao giờ mất lâu như thế này. Và từ trước đến nay là nhà máy đều phục vụ an toàn. Sự cố trục trặc chỉ có là thời gian rất là ngắn thôi. Do cái mực nước lũ dâng cao ấy, có ảnh hưởng đến cái trạm biến áp của công trình thu, nên là nhà máy là cũng phải ngừng hoạt động để đảm bảo an toàn về điện đấy, cho người và tài sản. Thời gian ngừng cấp nước là khoảng một ngày rưỡi. Đấy, sau đấy nước lũ rút ấy, thì chúng tôi đã đưa dây chuyền vào hoạt động ngay. Hiện tại thì là nhà máy cũng đã cấp nước hoạt động ổn định lại cho nhân dân ở trên phạm vi 10 xã phường. Hiện nay cơ bản các nhà máy nước đã vận hành trở lại. Chỉ còn nhà máy nước ở xã Cường Chính cấp nước cho một số xã của huyện Tiên Lữ, Phù Cử vẫn bị ngập nhưng đã có thể vận hành cấp nước cho 4.000 hộ dân. Bây giờ chúng tôi cũng là vừa sản xuất vừa khắc phục và vẫn là bắt đầu cung cấp trở lại cho bà con, nước về ổn định cho bà con. Tuy nhiên là cũng trong cái giai đoạn đầu thì là bây giờ cấp nước trở lại thì nó cái áp lực nó chưa được như ngày bình thường, nên là cũng mong bà con khắc phục bằng cách là lấy cái nước ở tầng thấp, giúp chắc trong 1-2 ngày nó sẽ quay trở lại bình thường. Do mới vận hành trở lại nên áp suất nước chưa đảm bảo, vì vậy có nơi người dân phải sử dụng máy bơm để đẩy nước lên cao. Sau khi nước sông Hồng, sông Luộc rút, độ đục nước tăng lên nhiều lần so với thông thường, nhưng các nhà máy vẫn đảm bảo chất lượng nước sạch theo quy định.